Thưa quý vị, chỉ vì mâu thuẫn trong lúc giật tiền cúng cô hồn, một nhóm người tại thành phố Hồ Chí Minh đã vác hung khí đến thị uy hò hét, gây náo loạn cả khu phố. Hiện công an đã mời những người liên quan về trụ sở làm việc và xử lý nghiêm theo pháp luật. Ngày 14 tháng 8, công an quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra làm rõ vụ nhóm thanh thiếu niên rượt đuổi xô xát nhau gây náo loạn trên đường. Theo đó, khoảng 18 giờ ngày 13 tháng 8, một nhóm người trong lúc giật đồ cúng cô hồn tại trước quán bar trên đường Nguyễn Văn Khối, phường 8, quận Gò Vấp thì xảy ra mâu thuẫn. Một số nhân chứng cho biết thời điểm trên, một người cầm tiền trên tay thì bị một thiếu niên lao vào giật xấp tiền nên hai bên mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Sau đó nhóm thiếu niên rời đi, một lúc sau nhóm này đi trên nhiều xe máy cầm theo hung khí đến quán bar. Nhóm người tay lăm lăm hung khí la ó gây náo loạn cả khu vực, nhiều người dân sợ hãi phải bỏ chạy vào trong nhà. Thấy nhóm thanh niên có hung khí, các nhân viên quán bar vội tháo chạy vào bên trong. Đại diện công an quận Gò Vấp cho biết đã mời những người liên quan về trụ sở để làm việc, lấy lời khai làm rõ. Việc mang hung khí xử nhau nơi công cộng không chỉ gây rối trật tự mà còn thể hiện sự coi thường bất chấp luật pháp. Những vụ việc như này đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng để kịp thời nhắc nhở, giáo dục, răn đe và hạn chế tối đa những hậu quả có thể xảy ra.